cổng trường trên đầu. Lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự đã tới lưu ý làm việc với ban tổ chức. Quý vị nào có những chiếc xe nằm trước trường học trung đoàn là chúng ta lưu ý xin phép bây giờ qua hướng đi tâm hỏi của ban tổ chức của chùa. Sau khi lấy xong chúng ta ra ngoài khu vực ngoài dùng xong rồi thì cứ tự nháo luôn bỏ những vào để cho các hội viên dùng cái mặt Facebook để tiện cho vợ làm chuyện. Các em nào lấy rồi chúng ta rời khu vực để dừng khu vực lại cho đường gác máy. À, quý vị lấy xong chúng ta ra ngoài khu vực để thức ăn để dùng đó là cái đúng quy định. Các quầy rất là nhiều thức ăn, nhưng tự nhiên hết quầy này chúng ta đi qua quầy khác. Sau khi lấy xong mình